Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 10 tháng 1 năm 2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng và Bạc Liêu ổn định. Cụ thể, tôm thẻ size 20 con có giá 290.000 đồng 1 kg. Size 25 con lớn đang có giá 230.000 đồng. Size 25 con nhỏ giá 220.000 đồng. Size 30 con lớn 200.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ có giá 190.000 đồng. Size 40 con giá 160.000 đồng 1 kg. Size 50 con có giá 130.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ size 90 con đang có giá 100.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, giá tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh, Bạc Liêu neo cao. Theo đó, tôm sú oxy size 20 con có giá 430.000 đồng 1 kg. Size 30 con giá 290.000 đồng 1 kg. Size 40 con đang có giá 200.000 đồng 1 kg. Size 50 con giá 140.000 đồng 1 kg. Tôm sú oxy size 60 con đang có giá 110.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm men vi sinh cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiệp Phát. Sản phẩm Aquavite, men vi sinh xử lý đáy ao, làm sạch nhớt bạc. Sử dụng Aquavite giúp quản lý mật độ tảo trong ao nuôi, làm sạch nhớt bạc, ngăn ngừa nấm đồng tiền phát triển trong ao, phân hủy mùn bã hữu cơ ở đáy ao, giảm các loại khí độc, tăng cường lượng oxy hòa tan, hạn chế thay nước. Về thông tin và hướng dẫn sử dụng sản phẩm mời quý bà con xem chi tiết ở liên kết bên dưới. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.